nay cháu đang lần thứ mấy? Lần thứ ba. Đúng không? Rồi ok, đâu kiểm tra xem nào. Chào cháu. Nó bảo kiểm tra xem nào. Cháu thử lộn ra bác xem nào. Rồi. Nào lộn lại bác xem nào, kéo trở lại xem nào. Kéo chụp lại. Rồi lộn trở lại xem nào. Rồi, nằm lại bác xem nào. Bỏ tay bác xem nào. Rồi ok, không thắt ngẫm thì đúng không? Kéo lại đấy. Có dễ không? Có dễ không? Thế hàng này nhà bác Long xong về cháu có tự làm nhà không? À. Cháu có tự tắm mỗi lần tắm cháu có làm không? Có à? Ừ. Đấy, thế này thì giờ Long độ mùa hẹp độ 1, bắt đầu độ 1 mà Long lần thứ 2 đã ok rồi nhé. Vượt chỉ tiêu rất là thuận lợi, và bây giờ đến lần thứ 3 và cháu đã lộ rất là dễ rồi. Vâng. Thân ngưỡng cái này là đạt kết quả tốt rồi. Vâng. Nhé. Thế thì hàng ngày về nhà nhé, khi tắm cháu lộn lên cháu vệ sinh hàng ngày như này, và khi đi tiểu nhé thì cháu cũng lộn lên, cháu cũng đi tiểu xong cháu về cô đi nghe chưa. Vâng. Xong lại kéo nó xuống để cho nó bảo vệ nhé cháu nhé. Vâng. Đấy, ok. Đấy, thì kết quả rất là tốt rồi nhé. Mẹ có thấy cái cảm nhận về cái kỹ thuật mới Long bao quy đầu bằng hơi của bác sĩ Tuấn như thế nào? Đấy, kết quả của con qua bây giờ điều trị thế nào? Cũng nhanh gọn, không phải lo lắng lắm. Đầu lo quá nhìn thấy cháu sưng sọ. Dạ. Vâng. Thế là được anh Tuấn Linh giới thiệu đến đây nên là cũng yên tâm. À. Em bảo may là phát hiện sớm. À. Cháu có đỡ đau. À, cái này là bác sĩ Tuấn đang ngọn ở trên đầu cơm đấy à? Vâng. À, đúng rồi. Anh giới thiệu đấy nên là anh bảo đến đây nó không đau, nên là phương pháp mới. Anh cũng giới thiệu ngay từ đầu như thế mà. Anh là bây giờ nếu mà để làm đau thì anh cũng làm được. Cháu nó bé quá. Thế là anh bảo đến đây anh có anh bạn làm theo phương pháp mới này thì nó sẽ giảm đau cháu rất là nhiều. Thế là em đi thẳng đến đây đấy. Bình thường thì hay lắm bằng cái banh, banh kéo giãn ra. Tuy nhiên là cái đấy là nó những cái trường hợp độ 1, độ 2 hẹp nhiều. Mà nó viêm và chúng ta long ra có thể sẽ hơi đau và có những trường hợp nó hay giãn cái niêm mạc ra chảy máu, cái đấy dễ tạo sẹo, dễ tái phát. Mỗi ngày thì có bao giờ có phải đi lại lại nhất thế không ạ? Như làm như lần này, ví dụ như đi lần này là đã hoàn thiện hết chưa? Bây giờ nó lộ lên một cách rất là dễ dàng. Em về em cũng cảm thấy là lần thứ hai xong rồi lộ dễ. Lần đầu thì vẫn hơi chưa dám lộ mạnh, lần thứ hai thấy là nó lộ được lên đầu. Đúng rồi. Coi như là kéo được từ xuống ở dưới đấy. Đó. Đấy. Và nó không có thấp nghèo nữa. Cái này về kết quả là đạt được rất là tốt rồi. Khác hoàn toàn với là bình thường các bác mà chỉ làm một lần về nó sưng lề, nó thắt nghẹt lại, cái vành nó chưa đủ giãn rộng ra, có thể các bác tách ra nó hết dính, nó lên đến khớp quy đầu rồi. Tuy nhiên về và nó phù lề và các cháu đau, các cháu không cho sờ vào. Vâng. Đúng không? Không cho sờ vào thì vài hôm nữa chưa kể là đến là các cái phù lề liêm mạc nó chảy máu, nó lại dính trở lại. Đúng không? Thì nó có thể tái phát. Còn cái này nó hoàn toàn bình thường, ngày nào cháu cũng tắm rửa vệ sinh kéo lên một cái nhẹ nhàng như bình thường. Nhưng mà phải 3-4 lần đấy. Nghe mà khi lần thứ ba này đến chắc là lần này nó lộn được này chắc là được rồi. Hóa ra lần thứ ba lại còn không phải làm cháu lấy đà. Dạ. Tốt quá đúng không? Vâng. Rồi con xin về mẹ đi. Chúc mừng cháu nhé. Vâng. Chờ lại món gì đây? Đi cháu cảm ơn bác. Rồi xin chào. Vâng.